Chào anh Trần Ngơ và chào tất cả các anh chị em trên diễn đàn. Chúc các anh chị em trên diễn đàn một ngày chủ nhật cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe và có nhiều hạnh phúc. Vâng, cảm ơn anh. Và thì qua cái từ đầu đã được nghe anh Trần Ngơ chia sẻ và ý kiến của Gia Việt Bùi, nên chúng ta chia sẻ về một số cái âm mưu, một số cái luận điệu xuyên tạc nhằm để lật sử, bóp méo lịch sử, đi đến xét lại lịch sử của đất nước ta, của dân tộc ta. Thì tôi xin phép được lên đây chia sẻ cùng với các anh những cái suy nghĩ và cái nhận thức của tôi, vâng, và góp phần thêm những tiếng nói để chúng ta bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ lịch sử. Vâng, rất đúng. Thế thì trong cái thời gian dài, trong những năm vừa qua, chúng ta lên đây không ngoài cái mục đích như tôi vừa nói là chống lại những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, vâng, chính xác, pha loãng, vâng, bóp méo lịch sử, để mà từ đó dẫn đến xét lại lịch sử. Thì chúng ta trong những năm vừa qua là chúng ta bám vào cái nội dung, bám vào cái tư tưởng đó, bám vào cái mục đích đó để chúng ta lên đây chúng ta phản biện. Thế thì gần đây sau cái việc mà trong quá trình biên soạn sử lại sử và đoạn bỏ đi hoàn toàn chữ Ngụy, tôi nói là bỏ đi hoàn toàn chữ Ngụy trong lịch sử giai đoạn 54-75, để đổi từ Ngụy quân Sài Gòn thành chính quyền Sài Gòn và quân đội Việt Nam Cộng Hòa, là chúng ta đã lên đây chúng ta phản đối đó. Cái điều đó đã khẳng định rằng chúng ta luôn luôn xác định rằng lịch sử của dân tộc Việt Nam như thế nào thì chúng ta phải hoàn toàn phải ghi nhận và chấp nhận nó phải như thế. Vâng, đúng. Có thế nó mới phản ánh đúng được thực tiễn của lịch sử. Đúng lịch sử. Thế thì bây giờ gần đây lại xuất hiện một cái tư tưởng, một cái quan điểm của một ông nguyên là thiếu tướng, viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược Bộ Công an, vâng, Lê Văn Cương, cho rằng về nguyên tắc và thực tế ở Việt Nam có hai quốc gia, đúng không? Đúng. Là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, cũng mong thì anh đây là một cái quan điểm của vâng 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 trả lời rất mong anh phân tích sâu về cái điểm này, cái về cái luận điệu xuyên tạc thì cho rằng Việt Nam hai quốc gia. Vâng, xin mời anh. Vâng, thì cái về cái quan điểm này và cái nhận thức này của ông Lê Văn Cương thì một lần diễn đàn của Gia Việt Bùi tôi cũng đã lên chia sẻ rồi và chắc anh cũng đã nghe rồi. Vâng, đúng không? Nhưng mà chúng ta cần phải nói nữa, chúng ta cần phải nói để mà cho cái thế lực ủng hộ, những cái thế lực này nó phải thủng cái lỗ tai chúng nó ra, chúng nó hiểu cho nó đúng. Vâng, cái này anh góp ý là rất đúng, nhưng mà theo góp ý với anh là anh khi tôi đang nói thì anh cũng cắt ngắn ít thôi, vì nó tư tưởng suy nghĩ thì mình cắt thì mình dừng các bạn. Vâng, từ giờ phút này tôi nhường diễn đàn hoàn toàn cho anh, tôi sẽ không hỏi cái gì nữa. Nhưng mà có vấn đề bức xúc cần cái nội dung nào có bức xúc và cần trao đổi, anh cứ đặt câu hỏi ra rồi anh em mình cùng trao đổi, không sao cả, nhưng mà nó để dài dài một chút. Nhưng mà mong anh lưu ý đi sâu vào phân tích về cái sai, về cái sự xuyên tạc, về một cái chúng nó cố tình cho rằng quốc Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập. Vâng, mong anh đi sâu và phân tích về vấn đề này. Vâng, bây giờ Trần Ngơ xin mời trước hết đàn, cái quan điểm và cái nhận thức đó của ông Lê Văn Cương ấy, tôi khẳng định với cá nhân tôi khẳng định nhé, mà chắc chắn rằng trong lịch sử dân tộc Việt Nam chúng ta khẳng định là với cái quan điểm đó, với cái nguyên tắc đó mà ông Lê Văn Cương cho rằng thế giới công nhận, thì đây là dưới góc nhìn của con mắt của những bọn xâm lược, của bọn tay sai mới có cái nguyên tắc đó, mới có cái quan điểm đó. Anh có nhất trí với tôi cái nhận định chưa? Đấy, tức là dưới con mắt của bọn đế quốc, của bọn thực dân, của bọn tay sai vùi nhìn bát nước, nó mới cho rằng Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia. Đấy. Còn với chúng ta, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, và đặc biệt là ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chủ tịch đã thay mặt toàn thể quốc dân đồng bào đã đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và từ đó, đất nước ta từ một nước thuộc địa, trực thuộc Pháp, trở thành một nước quốc gia độc lập và có tên trên bản đồ thế giới. Cho nên là bác đã khẳng định là nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, và chân lý đó không bao giờ thay đổi. Cho nên là trên đất nước Việt Nam chúng ta không bao giờ cho phép thành lập thành hai nước. Cho nên cái việc cho Việt Nam cộng
Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia là dưới con mắt dưới con mắt của đế quốc, của thực dân, của bọn tay sai bắt nước, để mà bao che bao biện cho cái việc xâm lược bẩn thỉu của các bọn đế quốc thực dân. Đúng. Và cái bọn âm mưu muốn chia cắt đất nước ta thành hai nước, trở thành một, cũng muốn là để mà trở thành làm tay sai cho thực dân đế quốc là Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên cái nhà nước Việt Nam Cộng Hòa, cái nhà nước nha, tôi cho vào trong nghe nháy nhá, nhà nước Việt Nam Cộng Hòa và cái chính quyền Sài Gòn này là một chính phủ bù nhìn tay sai bán nước hại dân, mà dân tộc Việt Nam không bao giờ chấp nhận. Nó chỉ tồn tại trong vòng 21 năm là hoàn toàn đó, với chức năng và nhiệm vụ là đánh thuê. Đúng. Bù nhìn tay sai. Rất đúng. Bù nhìn tay sai. Chính vì vậy, xuất phát từ những cái nhận thức như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Hồ Chủ tịch đã quyết tâm kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam đứng lên đánh Mỹ, diệt Mỹ để thống nhất đất nước. Đúng, là đúng. Có thể đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải thống nhất đất nước. Vâng, quá tuyệt vời. Đó là quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Hồ Chủ tịch. Cho nên cái quan điểm của ông Thủ tướng Lê Văn Cương này bây giờ lại đưa ra là phù hợp với cái quan điểm, với nhận thức của bọn đế quốc thực dân, của bọn tay sai bán nước. Đây là một quan điểm nhận thức với tôi cho là hết sức phản động. Đúng, ủng hộ, đồng tình. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam chưa bao giờ nhé, anh em chúng ta từng học trên ghế nhà trường, đọc nhiều tài liệu, xem nhiều phim tài liệu, chưa bao giờ một cái danh từ nào đó là này, nhà nước Việt Nam Dân Chủ và nhà nước Việt Nam Cộng Hòa cả. Chính vì vậy chúng ta kịch liệt lên án và phản đối cái quan điểm này của ông Lê Văn Cương. Cái quan điểm này, cái nhận thức này là phù hợp hoàn toàn với quan điểm của bọn thực dân đế quốc và bọn phản động. Nếu như đã được công khai lên báo, lên đài, lên báo, đặc biệt là lên báo, đề nghị là với cá nhân tôi rất mong là cơ quan chức năng, với đặc biệt là công tác tuyên truyền, về mặt công tác tuyên giáo, cơ quan tuyên giáo phải vào cuộc để xem xét xem cái tư tưởng của ông này như thế nào mà lại đăng lên báo như vậy. Đây là một cái luận điệu xuyên tạc lịch sử, bóp méo lịch sử để mà hùa theo cái nhận thức cũng như cái quan điểm của bọn phản động, bọn đế quốc. Nhìn nhận lại lịch sử quá trình đấu tranh đánh Mỹ diệt Ngụy từ năm 54 cho đến năm 75, tại sao hàng vạn, hàng ngàn, hàng vạn đồng bào miền Nam, các chiến sĩ cộng sản ở miền Nam phải tập kết ra Bắc, 378 phải tập kết ra Bắc, và biết bao cũng hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu những chiến sĩ đồng bào miền Bắc vào miền Nam để mà đánh Mỹ diệt Ngụy, để giải phóng. 40. Cái điều đó là khẳng định rằng là nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Không chấp nhận tất cả những thế lực thù địch, thế lực chúng ta đã phải đổ chúng ta như xương máu mới đánh đuổi được. Đó là bọn thực dân đế quốc và bọn, ngay cả bọn phong kiến này, phong kiến này. Cái điều đó nó khẳng định là sau khi Bảo Đại đã từ đã thoái vị và trao ân kiếm cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh dấu một bước chuyển mới trong đời sống chính trị xã hội của dân tộc Việt Nam, từ một dân tộc là một nửa thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước công nông, chủ quyền, trở thành một nước công nông đầu tiên. Vâng, và đấy là một nước, là một nước đầu tiên độc lập và có chủ quyền ở trên bán đảo Đông Dương, ở khu vực Đông Nam Á. Vâng, ở khu vực Đông Nam Á. Thì đấy, cái điều đó qua đó ta khẳng định rằng là đất nước ta, dân tộc ta không bao giờ chấp nhận một cái sự chia ly mất mát. Chính vì vậy cho nên là sau khi mà Pháp xâm lược Việt Nam lần thứ hai từ năm 46 đến năm 54, là 9 năm chiến kháng chiến Trường Kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là Hồ Chủ tịch, đã kêu gọi toàn dân, toàn đảng, toàn dân đứng lên để đánh Pháp. Và chúng ta đã kết thúc thắng lợi vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, buộc Pháp phải ký vào Hiệp định Geneva và trao lại quyền tự quyết cho dân tộc Việt Nam, để năm 46 chúng ta sẽ thực hiện tổng tuyển cử và thống nhất đất nước. Thế nhưng với âm mưu của thực dân, đặc biệt là tiếp theo là đế quốc Mỹ, và thực chất là đế quốc Mỹ đã xâm lược, nó xâm lược gián tiếp đất nước ta từ khi Pháp trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai cơ, chứ không phải là đến từ năm 54 đến năm 75 đâu. Vì trong 9 năm kháng chiến Trường Kỳ đó, đế quốc Mỹ đã không ngừng viện trợ quân sự cho Pháp.
đúng, cho Pháp. Đúng. Nhưng Pháp không thực hiện được ý đồ của đế quốc Mỹ. Được, đế quốc Mỹ phải tiếp tục chảy vào để cho nhân dân ta, đất nước ta phải xuyên xiết và thực hiện cái cuộc kháng chiến trường kỳ 21 năm nữa để chúng ta mới có ngày 30 tháng 4 năm 75. Thế thì qua đó chúng ta thấy rằng đấy, dân tộc Việt Nam chúng ta luôn luôn khẳng định là nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, không bao giờ chấp nhận cái sự chia cắt. Còn cái chia cắt này là chỉ chia cắt về mặt địa lý thôi, chứ còn không phải chia cắt cái tình dân tộc, cái tình tổ quốc ở trong trong nhân dân tộc Việt Nam được. Đúng lắm. Thế bây giờ ông Lê Văn Cư ông lại đưa cái quan điểm này ra, mà cái quan điểm này nó xuyên suốt trong thời kỳ xâm lược của đế quốc Mỹ và bè lũng tay sai bán nước hại dân. Nó cho rằng miền Nam là của Việt Nam Cộng Hòa. Và như vậy Mỹ nó chỉ can thiệp giúp đỡ Việt Nam Cộng Hòa thì nó không xâm lược. Như vậy cái quan điểm này là rửa mặt cho xâm lược, chạy tội cho xâm lược, rửa mặt trong Nguyễn Quyền tay sai bán nước. Và ông Lê Văn Cương đó là thiếu tướng công an, ông ấy là viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược. Nếu như cái thời kỳ ông còn công tác mà ông có cái tư tưởng này thì chắc rằng ông không phải tồn tại được ở cái vị trí của ông công tác. Đúng. Và bây giờ ông về hưu rồi, bắt đầu ông ấy rồi lên đây ông ấy đưa ra cái tư tưởng này, đưa ra cái nhận định này lại rất trùng hợp với lại cái tư tưởng và cái quan điểm của bọn xâm lược và bọn bán nước hại dân. Cho nên là tôi cho rằng cái quan điểm và cái nhận xét này hết sức phản động, đi ngược lại với lợi ích dân tộc, lợi ích đất nước. Vậy thì 21 năm qua, nhân dân cả nước, miền Nam cũng như miền Bắc, hàng triệu đồng bào hy sinh, hàng triệu chiến sĩ hy sinh, đổ xương máu và cho đất nước này, cho dân tộc này để có cái ngày thống nhất, thì cuối cùng là trở thành vô nghĩa. Đúng. Mà đảng ta và bác hồ chúng ta luôn luôn khẳng định là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là cuộc chiến tranh, là cuộc đấu tranh chính nghĩa của một dân tộc, của một đất nước để mà thực hiện cái độc lập dân tộc và tự do. Thế thì cái quan điểm của ông như vậy là ngược lại hoàn toàn với tư tưởng của đảng của bác. Đúng thế. Vâng, cho phép Trần Ngơ được là nói lên suy nghĩ của mình trong vòng 1-2 là phút. Đây cũng chính là cái nó thể hiện rất rõ mà chúng ta cần phải nhìn nhận rõ là chúng luôn luôn mang những hiện tượng để mà lòe bịp thiên hạ. Cái hiện tượng tức là ở Việt Nam thực sự có một cái thực thể Việt Nam Cộng Hòa, có quốc ca, có quốc kỳ, có quân đội. Nhưng chúng nó không chịu nói rõ cái bản chất của cái quốc gia trong nháy nháy này là như thế nào. Nó không cho mọi người biết cái quốc gia này hình thành ở một cái cơ sở nào. Cho nên chúng nó rất dễ lừa được dư luận. Cho nên Trần Ngơ đã nhiều lần chia sẻ với mọi người, chúng ta phải tìm hiểu cái bản chất. Việt Nam Cộng Hòa là một thực thể tồn tại trên cái đất nước Việt Nam này là có thật. Chẳng ai phủ nhận cả, bởi vì nó đã từng gây ra bao nhiêu đau thương, nó đã đốt biết bao nhiêu là ngôi làng, ngôi nhà, chúng nó đã giết biết bao nhiêu người, nó là một thực thể có thật. Nhưng cái bản chất của nó là bản chất ngụy, cái bản chất của nó là bản chất tay sai, cái bản chất của nó là bản chất bù nhìn, bởi vì nó hình thành một cách bất hợp pháp. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu rõ cái bản chất của nó, cho nên chúng ta đừng để những hiện tượng che mờ đi bản chất. Vì thì chúng ta sẽ rất dễ sa đà vào cái sự lươn lẹo và cái sự dẫn dắt của bọn chúng. Đó. Nhiều kẻ cho rằng đây này, Việt Nam Cộng Hòa là có thật, ai phủ nhận là nó không có thật. Nhưng nó có thật với tư cách là một bè lũ tay sai, nó có thật với tư cách, với bản chất của một chế độ bù nhìn, là của những kẻ phiến loạn, là những kẻ ly khai, như anh Gia Việt Bùi và anh Đỗ Hạnh vừa mới phân tích rất rõ. Cho nên Trần Ngơ muốn chia sẻ những cái, chúng ta đừng để những cái hiện tượng nó che mở cái bản chất, mà mọi cái chúng ta phải tìm hiểu từ cái bản chất, từ cái nguồn gốc, từ cái xuất xứ của cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa này. Nó hình thành, vậy mà cái thằng Phạm Đức Bảo nó lại dám to mồm, nó nói là Việt Nam Cộng Hòa hình thành là trên cái cơ sở của Hiệp định Geneva. Hiệp định Geneva có cái chữ nào, có cái điều nào cho phép nó thành lập lên? Vâng, rất cảm ơn anh Đỗ Hạnh đã nói rất sâu, và bây giờ xin mời anh tiếp tục phân tích. Thì cái đó anh nói đúng. Qua cái Hiệp định Geneva không có một nội dung nào nói rằng miền Nam Việt Nam là thành lập lên một nước Việt Nam Liên Cộng Hòa, không có bao giờ nói, mà chỉ trao quyền tự quyết cho dân tộc Việt Nam thôi. Đúng chưa? Đúng. Chứ không bao giờ là, thế nhưng mà với âm mưu là của thực dân đế quốc là muốn biến Việt Nam trở thành một tiên đồn chống cộng, đồng thời là muốn biến Việt Nam trở thành thuộc địa kiểu mới của đế quốc, thì
trước mắt chúng dựng lên một cái thực thể Việt Nam Cộng Hòa núp bóng danh nghĩa là một quốc gia. Rõ ràng nó có cờ quốc ca, có quốc kỳ, có nó có kia, có ban, có bệ, đầy đủ hết, nhưng mà biên giới của nó là không có. Thì cái thực thể đó thì biết nhiều lần tôi và anh ơi cũng như nhiều anh em lên đây nói rồi, nó là một thực thể không chính nghĩa, nó là một thực thể không chính danh. Đúng chưa đấy, nó là một thực thể chúng ta không phủ nhận, nhưng mà nó không chính thể, không chính nghĩa, không chính danh, không được toàn thể dân tộc Việt Nam chấp nhận. Thế còn một số kẻ cho rằng là được quốc tế công nhận, nhưng mà đây là cái từ quốc tế cũng là cái của từ lạm dụng. Quốc tế là phải như thế nào? Quốc tế phải có cả tất cả các nước trên thế giới, có cả hai phe xã hội chủ nghĩa và phe tư bản đều công nhận thì mới gọi là quốc tế. Còn quốc tế của chúng nó ở đây là quốc tế chỉ phe tư bản và phe chống cộng và phe tay sai bùi nhìn thôi, và phe các nước chư hầu thôi. Đúng chưa? Trong khi cái thời điểm đó chúng ta có cả một hệ thống xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, phải chưa? Các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, Trung Quốc, Cuba, Việt Nam, Lào và một các nước tiến bộ khác nữa, thì người ta có cái chức có chấp nhận hoặc có ghi nhận không? Cho nên là ở đây có một số kẻ là vi là lạm dụng cái từ quốc tế. Đã quốc tế ở đây là tất cả các nước, thì rõ ràng cái xe sau chủ nghĩa không thể công nhận rồi. Anh công nhận không? Dạ. Không thì vừa nãy vừa nãy ra với Bùi đã làm rõ rồi đấy, đây chỉ là những cái sự công nhận của mấy cái nước chư hầu của Mỹ thôi. Vâng, thì đấy thì nó mở rộng ra trong phe đế quốc, phe thực dân đế quốc và cái bọn chư hầu phải theo nó, phải nghe theo nó, phải chấp nhận. Chính vì như vậy cho nên là đảng ta và nhà nước ta mới quyết tâm đánh Mỹ và tiêu diệt Mỹ, cho nên là Bác Hồ mới ra lời kêu gọi là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Mỹ nhào là như vậy, để chúng ta thống nhất đất nước. Và một cái điều nữa là cái ông Nguyễn Cao Kỳ trước kia đã từng là một chính khách, cứ cho là một chính khách mà, hay là nói thẳng là một cái vị mà có cái trong giới chấp vụ của quyền quyền Sài Gòn ấy. Nguyễn Cao Kỳ khi về nước là cũng có ý đồ thống nhất lắm. Ông bảo chúng tôi có ý đồ thống nhất nước, nhưng mà cái ý đồ của ông thống nhất là gì, đất nước là gì, để mà đi theo cái quỹ đạo của Mỹ, của đế quốc. Vâng, cho phép thầy Ngơ xin được ngắt cái chỗ này, chúng ta cần phải nói rõ, chứ nếu không có là những cái kẻ kia nó rất dễ dàng thiệt xuyên tạc. Trần Ngơ cho rằng Trần Ngơ cho rằng Nguyễn Cao Kỳ nói như cái này là cũng có ý thức rửa mặt cho ông ấy thôi. Chúng nó là kẻ ly khai, chúng nó có tư cách gì để thống nhất đất nước, cho nên nó nói như cái này là để mà chúng nó muốn nâng tầm chúng nó lên thôi. Chúng ta phải khẳng định rằng cái bè lũ tay sai này chúng nó không đủ tư cách để thống nhất đất nước. Chúng nó là những kẻ đang ly khai mà thống nhất cái gì? Chúng nó muốn cát cứ cái đất nước này, chúng nó muốn dâng cái đất nước này để mà làm nô lệ cho thực dân. Cho nên cái câu nói của Nguyễn Cao Kỳ chúng ta phải hiểu cho đúng nghĩa, đây là cái sự rửa mặt cho chính cái bè lũ tay sai. Chúng nó không có tư cách để thống nhất đất nước, bởi vì chúng nó đã là những kẻ ly khai, đã là những kẻ phiến loạn, cho nên nó không có đủ tư cách. Cái từ thống nhất của Nguyễn Cao Kỳ thì em đưa trong nháy nháy. Vâng, đúng. Ý ở đây của Nguyễn Cao Kỳ muốn nói là cái thống nhất đây để mà thực hiện cái âm mưu của thực đế quốc và thực dân. Đúng. Để mà muốn đưa dân tộc Việt Nam mình chúng ta tiếp tục làm cái kẻ, làm kẻ nô lệ, là bà thuộc địa kiểu mới cho một thực dân đế quốc thôi. Đấy là cái thống nhất của nó đấy. Nó muốn nâng tầm của nó lên. Cái thống nhất của nó. Vâng. Nhưng mà cái ý đồ thống và nhưng mà cái sứ mệnh thống nhất của dân tộc Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam đây là thống nhất toàn đất nước để mà thực hiện theo được độc lập dân tộc và tự mang quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam, không phụ thuộc vào bất cứ một thế lực nào. Đúng, đấy là cái thống nhất của mình là như thế. Còn cái thống nhất của chúng nó là cái thống nhất mà muốn cam tâm làm tay sai cho đế quốc. Và Trần Ngư khẳng định rằng không phải Nguyễn Cao Kỳ mà cả cái tập đoàn, cả cái thực thể Việt Nam Cộng Hòa, chúng nó không có một cái tư cách gì để mà nói là chúng nó thống nhất đất nước cả. Chúng nó bán nước mà là thống nhất cái gì? Thực tế đã chứng minh rất rõ ràng chúng nó có tí chủ quyền nào ở ngay miền Nam Việt Nam, chứ đừng nói là ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, mà chúng nó đòi có thống nhất cái gì. Cho nên chúng ta phải khẳng định rằng cái câu nói đó là chỉ là cái sự nâng tầm của chúng nó lên để lòe bịp thôi, để mà cho rằng chúng nó cũng có tinh thần dân tộc, cũng nó cũng có tinh thần vì cái đất nước này,
cái đất nước này có cái linh thiêng nhất, có cái mà quý trọng nhất là cái chủ quyền thì là chúng nó trao hết cho bố chúng nó rồi, cho nên chúng nó không có cái tư cách, có cái gì để mà gọi là chúng nó đòi thống nhất đất nước cả. Vâng, xin mời anh, xin lỗi anh đã ngắt ngay lời nói. Cái thống nhất của nó là cái thống nhất của nó là cái áp đưa vào trong nháy nháy để mà mỉa mai cái thống nhất của chúng nó là căn tâm làm tay sai bù nhìn đúng, cho đế quốc thực dân thôi. Đúng, đúng. Chứ chẳng có thống nhất gì về cái độc lập dân tộc cả. Vâng. À, đấy thì đấy là qua đó để chúng ta khẳng định một cái điều là gì? Cái bản chất của chúng nó ở đây là bản chất tay sai bù nhìn bán nước hại dân. Cho nên tại sao cả đất nước ta, dân tộc ta phải tiêu diệt? Phải tiêu diệt. Và thế thì qua đó lại phải quay lại cái nội dung mà ông Lê Văn Cương nói rằng là về nguyên tắc, về thực tế, đây là một cái luận điệu hết sức phản động. Chỉ có bọn phản động mới có nhận thức như này. Vâng, đúng. Mà hiện nay cái bọn chống cộng cực đoan, cái bọn chống phá nhằm loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng để đi thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay thì nó vẫn cứ bám vào cái quan điểm đó, cái nhận thức đó để nó cho tôn trọng cho nó lên để chúng muốn giữ lại cái thây ma Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta đã tiêu diệt vào 30 tháng 4 năm 1975 thế kỷ trước. Đấy, nên là qua đây để chúng ta vạch rõ là đề nghị là chúng ta phải có cái phản biện về cái quan điểm, cái nhận thức của ông Lê Văn Cương này. Lê Văn Cương này, nếu như ba bài báo của ông trước với tôi không ăn, đây là quan điểm nhận thức hết sức sai trái, thì nhưng với cái quan điểm và nhận thức này của ông Lê Văn Cương tôi cho là phản động. Tôi cho là phản động, cái nhận thức này là phản động. Không bao giờ Việt Nam chúng ta từ thời kỳ 54-75 có hai quốc gia và đảng ta và Hồ Chủ tịch đã quyết tâm đưa lãnh đạo nhân dân ta phong cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, luôn luôn trong cương lĩnh của Đảng, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là trong giai đoạn 54-75 là luôn luôn dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đúng. Mà nay ông là một đảng viên, một thiếu tướng công an, một thứ trưởng nghiên cứu chiến lược thì không hiểu cái tư tưởng chiến lược của ông có như thế nào, là đến thời điểm này nó như thế nào mà ông lại đưa ra một cái nhận xét như vậy, thì chúng ta phải tập trung phải phản biện lại cái nội dung này. Vâng. Để chúng ta làm sáng tỏ cái vai trò lịch sử của Đảng ta. Vâng. À, vâng, rất đúng, rất của Đảng ta và cái sứ mệnh lịch sử của dân tộc ta trong giai đoạn 54-75. Thì lên chia sẻ với anh một đôi điều như vậy, để nếu anh có gì thì anh đặt câu hỏi rồi tiếp tục cùng nhau trao đổi. Vâng, rất cảm ơn anh đã có những cái phân tích rất là sâu sắc. Chúng ta rất cần thiết, chúng ta không ngại chúng nó nói là chúng ta lại nhải, bởi vì đây là những cái quan điểm chúng nó cũng chỉ có bằng đấy, những cái luận điểm, những cái luận điệu để chúng nó xuyên tạc. Cho nên chúng ta phải có một những cái bài phản biện càng nhiều càng tốt, để nói lên cái sự lươn lẹo, cái sự sai trái trong cái quan điểm mà họ rõ ràng là trong thực tế có chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, có chính phủ, có thủ tướng, có tổng thống, có chính phủ, nhưng mà chính phủ đó là chính phủ bù nhìn tay sai. Đúng, quá đúng. Bán nước hại dân. Chúng ta cần phải làm rõ cái bản chất của cái thực thể này, của cái gọi là quốc gia này. Chứ chúng tôi không phủ nhận rằng ở miền Nam Việt Nam không có cái thực thể Việt Nam Cộng Hòa, nhưng chúng ta phải tìm và hiểu làm rõ là cái bản chất lịch sử là chúng ta hoàn toàn dựa lên chứng cứ lịch sử có văn bản hẳn hoi và được quốc tế công nhận là đúng. Cái hiệp định Geneva đúng không, sau khi mà cái hiệp định Geneva này ra đời thì rõ ràng nó công nhận Việt Nam là một nước độc lập, trao quyền tự quyết cho dân tộc Việt Nam, cái đất nước Việt Nam. Đúng. Chứ không bao giờ có cái nội dung là công nhận là Việt Nam là Việt Nam Cộng Hòa cả. Cho nên là đây là một cái quan điểm đối với tôi cho là so nhìn nhận và lịch sử thì đây là một quan điểm hết sức phản động, xúc phạm tới cái truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng, Trần Ngơ rất tâm đắc với lại cái comment của bạn Phương Hoài khi bạn viết rằng vạch mặt quan điểm sai trái của Lê Văn Cương, Nguyễn Quốc Thước thì lũ dòi bỏ cho là đánh tướng mà cha lũ dòi ngu dốt. Vâng, đúng thế, chúng ta đang vạch trần những cái quan điểm sai trái của những vị như Lê Văn Cương, như Nguyễn Quốc Thước, chứ chúng ta chẳng đánh gì cả. Cho nên rằng vâng, anh có còn muốn đề cập đến vấn đề gì nữa không thì xin mời anh cứ tiếp tục. Vâng, thì đấy, qua đấy để chúng ta nhìn nhận cho nó rõ về cái sự thật của lịch sử và đặc biệt là cái vai trò quyết định
lịch sử của dân tộc ta, của đất nước ta giai đoạn 54-75 của thế kỷ trước là vai trò quyết định của đảng ta, đối với sứ mệnh của đất nước để chúng ta khẳng định, để chúng ta nêu cao cái vai trò càng đấu tranh mạnh mẽ để chúng ta bảo vệ cái lịch sử, và bảo vệ lịch sử đây là chúng ta bảo vệ đảng đó, bảo vệ cách mạng đấy, được không? Thế thì chúng ta đang sống những ngày hào hùng của dân tộc tháng tư, và còn mấy ngày nữa chúng ta sẽ được kỷ niệm cái ngày 45 năm ngày giải phóng Việt Nam thống nhất đất nước. Thì với các thế lực phản động, thế lực chống cộng cực đoan, thì chúng bọn đó cũng bám vào cái chuyện là bám vào cái sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam chúng ta vào ngày tháng tư, thì với chúng nó cho là tháng tư đen, tháng tư đen. Thì với đầu óc của chúng nó, cái sự hận thù, cái sự đố kỵ, và đặc biệt là còn nặng lòng mặc cảm với dân tộc, với đất nước, thì cái bọn đó thì chắc chắn là không bao giờ từ bỏ được, không từ bỏ được. Chúng ta sẵn sàng hòa hợp dân tộc, hòa giải chúng ta giải rồi, bài toán đã giải vào ngày 30 tháng 4 năm 75 rồi, còn hòa hợp dân tộc là chúng ta vẫn luôn luôn muốn khép lại quá khứ để hướng tới tương lai. Nhưng chúng ta khép lại quá khứ để hướng tới tương lai là để chúng ta sẵn sàng hòa hợp với những cái đối tượng mà sẵn sàng chấp nhận thực tiễn, chấp nhận quá khứ để chúng ta sống tốt với nhau, thì chúng ta sẵn sàng hòa hợp. Còn với những cái đối tượng mà luôn luôn trong lòng có cái tư tưởng chống cộng, chống phá đất nước, phá hoại cái nền hòa bình của đất nước, thì chúng ta không thể hòa hợp được. Nhất trí. Không thể hòa được. Nhất trí. Không phải vì lấy cái từ hòa hợp để mà chúng ta phủ vui tất cả. Đúng. Vâng, xin phép anh đồng hành theo cái quan điểm của Trần Ngơ như thế này. Chúng ta cần phải vạch rõ ra cái sự sai trái của tên Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, bởi vì hắn chịu trách nhiệm viết ghi lại lịch sử của dân tộc chúng ta, cái giai đoạn oai hùng nhất, cái giai đoạn đau thương nhất. Cho nên chúng ta cần phải chỉ ra những cái sai trái của tên Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà này. Anh suy nghĩ như thế nào khi trong cái buổi hội thảo ở quán cà phê số tại Hà Nội, nó định cho rằng những cái 74 cái thằng lính ngụy Việt Nam Cộng Hòa họ cũng có tinh thần yêu nước, họ cũng chống quân xâm lược. Mong anh làm rõ cái câu nói này nó sai ở chỗ nào, và anh cần vạch ra những cái điểm sai của tên Phó Giáo sư Tiến sĩ Sược như thế nào. Thì cái này anh em ta cũng chia sẻ nhiều rồi. Đây cũng là một cái nhận thức, một cái quan điểm cũng hết sức lệch lạc và sai trái. Ở đây nếu những người nào mà nhận thức không sâu sắc, nhận thức của nó còn nông cạn hay hời hợt, thì có khi lại cho là đúng, là vì rõ ràng Trung Quốc là kẻ xâm lược, đúng chưa? Đúng. Hoàng Sa là của Việt Nam, đúng chưa? Đúng. Trong khi 74 thằng này chết, tôi cứ cho là thực là chết đúng với dưới họng súng của Trung Quốc đi, xâm lược đi. Thì những người hiểu biết nông cạn hoặc hời hợt cho rằng là có lý, nhưng chúng ta phải nhìn sâu xa và chúng ta phải phân tích sâu sắc rằng 74 thằng Ngụy nó chết ấy, là nó nằm ở trong cái đội hình cơ cấu nào của cái chính phủ, của chính phủ tôi cho trong nghe nháy nhá, của cái chính phủ nào, của cái quyền thế lực nào, thì rõ ràng 74 thằng Ngụy này là nằm trong Ngụy quân Sài Gòn thực hiện cho mưu đồ chính trị của Việt Nam Cộng Hòa. Đúng lắm. Để mà bắn giết đồng bào ta và muốn biến đất nước ta trở thành thuộc địa kiểu mới cho đế quốc. Cho nên dù rằng nếu Trung Quốc có bắn chết 74 thằng Ngụy này thì chúng ta không thể chấp nhận nó là người yêu nước, vì nó yêu nước ở đây, từ yêu nước tôi lại đưa vào trong nháy, cái yêu nước này là cái yêu nước của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một chính phủ bù nhìn tay sai bán nước. Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, vâng, thành thật anh Tân Độ Hành có nói nhầm chút xíu, cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Xin lỗi, là yêu nước Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, đúng. Cái nước nó có yêu thì nó yêu cái chế độ của Hồ Chí Minh, Nguyễn Quyền Sài Gòn thôi, chứ nó không yêu gì dân tộc Việt Nam, nó không yêu gì đất nước Việt Nam. Nếu như với cái tư tưởng và cái quan điểm của ông Nguyễn Mạnh Hà cho rằng là chống xâm lược, thì hỏi ông Nguyễn Mạnh Hà rằng bằng ấy năm 21 năm trực tiếp là đế quốc Mỹ xâm lược, kéo theo mấy nước chư hầu nữa vào bắn giết đồng bào Việt Nam, bắn giết chiến sĩ của các ông. Tại sao 74 thằng Ngụy này hay là cả cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó nó không chống xâm lược, mà chỉ cho 74 thằng này là có tinh thần chống xâm lược, đúng chưa? Đúng.
Mà thực tiễn rằng 74 thằng Ngụy đóng ở Hoàng Sa có nhiệm vụ ra đây là gì? Là giữ chốt nhằm cản đường tiếp viện của nhân dân miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Và thực tiễn là nó đã bắn giết biết bao nhiêu những chiến sĩ của chúng ta, mà hiện nay các chiến sĩ của chúng ta vẫn nằm vùi sâu dưới đáy biển, bắn phá biết bao nhiêu con tàu, từ bắt đầu hoạt động cái đường mòn trên biển. Hồ Chí Minh trên biển là từ năm 62, bắt đầu từ tháng 10 năm 62 là bắt đầu thực hiện những chuyến tàu đầu tiên. Biết bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh như thế, biết bao nhiêu của cải của chúng ta, vũ trang bị vũ khí của chúng ta đã bị quân bị cái bọn này nó đóng ở đấy, nó phá, nó giết. Vậy thì cứ gì mà đó là nó yêu nước. Đây là một cái, nếu như những người nào một cái lướt lẹ ở một cái lập là hết sức nguy hiểm, nếu như những người nào không hiểu sâu sắc ra thì cho rằng đó là có tinh thần là yêu nước, vì cho rằng là Việt Nam, người Việt Nam là thậm chí là ông như ông Nguyễn Công Thước còn lấy cái câu nói của bác vận dụng là người Việt Nam bất cứ ai mà đứng lên chống xâm lược đều là người yêu nước. Nhưng mà ông Nguyễn Công Thước không phân tích, không hiểu rằng nó yêu nước nó về cái mục đích gì. Đúng đấy, nó phải vì cái mục đích gì. Thế thì bây giờ 74 thằng Mỹ nó yêu nước, nó chết thì cho là nước, thì đúng ra là lại cả cái thế đội tham gia ở Hoàng Sa tháng 1 năm 74 cũng đều là yêu nước. Đúng rồi. Mà cả thế đội Mỹ quyền đóng ở Hoàng Sa là người yêu nước, thì đương nhiên là cả cái Việt Nam Cộng Hòa cũng là người yêu nước. Ta cứ suy ra như vậy. Vâng, cho phép thầy Ngơ được bổ sung những cái suy nghĩ của mình về cái vấn đề này. Thầy Ngơ thì suy nghĩ thế là một cách rất đơn giản thôi. Yêu nước hay là không yêu nước thì cái này thì chúng nó xuyên tạc, nhưng mà cái mà mục tiêu chúng nó chống quân Trung Quốc xâm lược là để chúng nó được tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ mà Mỹ giao cho là chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam này. Điều này nó hoàn toàn trái với những người cộng sản. Những người cộng sản đi chiến đấu, đi cầm súng chống quân xâm lược để thực hiện chân lý nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Còn những tên lính Việt Nam Cộng Hòa kia, nó chống ai kệ chúng nó, nhưng mà cái mục tiêu của chúng nó là chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam này. Một là nó đang phá hoại Hiệp định Geneva, hai là nó muốn cản trở cái con đường thống nhất của dân tộc này. Lợi ích của chúng nó hoàn toàn trái ngược với lợi ích của dân tộc. Cho nên chúng nó yêu nước nào chúng tôi không quan tâm, nhưng mà chúng nó không vì cái dân tộc này, chúng nó thực hiện cái âm mưu chia cắt lâu dài đến nước này thì không thể gọi chúng nó là có tinh thần yêu nước cần phải ghi nhận được. Hỡi Nguyễn Quốc Thước, hỡi Nguyễn Mạnh Hà, các ông đã sai rồi, các ông đang lừa đảo dư luận. Khi các ông chỉ đưa ra một cái mệnh đề mà chỉ nó có cái tính chất gọi là hiện tượng thôi. Đây cũng là một ví dụ điển hình cho cái nó lấy hiện tượng để nó che mờ đi cái bản chất. Nhiệm vụ của chúng ta, những người đấu tranh trên không gian mạng này, phải làm rõ bản chất của sự việc, làm rõ bản chất của các vấn đề để vạch mặt những luận điệu xuyên tạc của bọn lật sử này ra. Vâng, đó là những cái mà Trần Ngơ muốn chia sẻ thêm về cái này. Đây là cái, như trên anh em mình và thời gian vừa qua anh em mình, đây là cái âm mưu nhằm để cao bằng lịch sử, đánh lận con đen, pha loãng lịch sử. Một cái thằng đi cầm ăn lương Mỹ, cầm vũ khí Mỹ, bắn giết đồng bào chiến sĩ của mình. Thế bây giờ chỉ vì cái Trung Quốc chiếm Hoàng Sa thôi mà nó chết, có phải là do Trung Quốc đâu, nó để do bắn nhau đấy cơ. Đúng thế. Thì bảo đó là người yêu nước. Thì như anh Ngơ vừa nói là nó yêu nước nào? Hỏi hay là nó yêu nước nào? Yêu nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay là nó yêu nước Việt Nam Cộng Hòa? Vâng, đúng. Nó yêu nước Mỹ. Nó yêu chế độ Nguyên quyền Sài Gòn. Phải nói rõ ra như thế chứ. Bây giờ đúng, cứ đúng. Vì là cái Hoàng Sa nó ở lãnh thổ Việt Nam là mà nó chết vì Trung Quốc xâm lược cho là yêu nước. Cho nên là cái này nó hết sức là lợi dụng cái sự mập mờ, đánh lận con đen để mà lừa dư luận. Và mục đích là để cao bằng lịch sử rồi dẫn đến xét lại lịch sử. Mà đã khi xét lại lịch sử là hết sức nguy hiểm cho chế độ ta, cho đảng ta. Thì hôm nay lên diễn đàn với anh thì đến anh hỏi thì cũng lên chia sẻ về một số cái nội dung như vậy thông qua cái nhận thức của mình. Thì với tôi, những cái quan điểm, những nhận thức nào mà nó không đúng với lịch sử, không đúng với quan điểm của đảng thì tôi sẽ lên để chia sẻ với anh em. Trong quá trình có thể nói nó cũng chưa, vì nó nói vo cho nên là không có cái sự chuẩn bị. Đúng. Nên là có cái gì đó nó chưa được lưu loát hay chưa được cái gì đấy, anh chị em thông cảm. Chào tạm biệt. Vâng, đúng rồi.
Xin cảm ơn anh và chúc anh một ngày nghỉ, và chúc tất cả mọi người nữa một ngày nghỉ thật là vui vẻ bên những người thân, bên những bạn bè. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Đoàn. Vâng, vừa rồi là những cái chia sẻ của anh Đỗ Hạnh về cách đánh giá cũng như là những cái suy nghĩ của anh để phản biện lại những cái luận điệu xuyên tạc của những kẻ cho rằng ở Việt Nam chúng ta giai đoạn 54-75 tồn tại song song hai quốc gia độc lập. Đây là một hình thức chúng lấy cái hiện tượng để mà che đậy đi cái bản chất thật. Đây là vấn đề mà chúng ta rất cần phải vạch trần cái bản chất, cái thực chất của các vấn đề, của các sự kiện. Cái vấn đề mà 74 tên lính chết ở Hoàng Sa là một trong những ví dụ điển hình chúng nó muốn lấy cái hiện tượng để khỏa lấp đi bản chất, để thực hiện cái âm mưu lật sử. Đó. Nguyễn Quốc Thước phải nói rất tinh vi khi muốn làm đẹp cho những tên lính Việt Nam Cộng Hòa. Nào là trong bối cảnh các nước lớn thế nọ thế kia, trong khi Hoa Kỳ là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa làm ngơ. Đó là cái ý ông ta muốn làm nổi bật lên cái sự dũng cảm trong nháy nháy của những tên lính ngụy Việt Nam Cộng Hòa. Cái chúng ta cần hiểu rõ cái bản chất của cái gọi là Hải chiến Hoàng Sa là chúng nó đang thực hiện một cái nhiệm vụ cho rằng đánh quân xâm lược, nhưng nó vẫn để phục vụ cho một tên xâm lược khác, để chúng nó tiếp tục chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam này. Chúng nó không vì cái nền thống nhất, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam như ý nguyện của dân tộc ta, như đạo lý của dân tộc ta, như hiệp định Geneva đã quy định. Nó khác hoàn toàn với những người cộng sản. Những người cộng sản và những người dân yêu nước chân chính chúng ta cầm súng chống quân xâm lược là để thực hiện ước nguyện của dân tộc Việt Nam này, là để nước Việt Nam liền một dải từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái. Những người cộng sản và những người yêu nước chân chính cầm súng chống quân xâm lược để thực hiện cái chân lý nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, để thực hiện cái miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam, là để thực hiện hiệp định Geneva, để tiêu trừ những kẻ muốn ly khai, muốn dâng cái đất nước thân yêu này cho ngoại bang. Không, nó khác hoàn toàn, nó đối lập với những kẻ gọi là quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà ông Thước cho rằng chống quân xâm lược. Chúng nó chống quân xâm lược nhưng mà để phục vụ cho một kẻ xâm lược khác, để chia cắt lâu dài và vĩnh viễn đất nước Việt Nam này. Chúng nó đang muốn trà đạp lên cái hiệp định Geneva khi đã quy định rất rõ ràng vĩ tuyến 17 chỉ là ranh giới quân sự tạm thời. Nhưng mà chúng nó muốn biến vĩ tuyến 17 thành biên giới để chúng nó hợp pháp hóa cái thực thể bù nhìn, cái thực thể tay sai mà chúng nó gọi là đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa gì đấy, biến thành một quốc gia. Cái này nó hoàn toàn trái, trái cả với đạo lý, trái cả với truyền thống lịch sử dân tộc, trái với cả những vẻ mặt pháp lý. Cho nên khi ông Thước nói rằng không thể nói những người cộng sản cầm súng chống quân xâm lược thì được gọi là yêu nước, còn những người lính ngụy Việt Nam Cộng Hòa cũng cầm súng chống quân xâm lược thì không được gọi là yêu nước. Đây là cái sự cào bằng giá trị tàn nhẫn nhất, điên cuồng nhất trong cái bọn lịch sử. Chúng nó đánh đồng mọi cái giá trị, cả về giá trị đạo lý, kể cả về giá trị pháp lý. Cho nên chúng ta không thể làm ngơ được trước những cái luận điệu xuyên tạc. Và chúng ta rất bức xúc, không chỉ một lần ông Thước muốn cào bằng mọi giá trị lịch sử, mà ông ta đã rất nhiều lần có hệ thống. Ông ta còn muốn xếp cả những tên lính ngụy tay sai, những kẻ bạt nhược, những kẻ nhảy xuống biển rồi chết thê thảm, chết một cách đáng thương như thế. Ông ấy muốn xếp những kẻ đó đứng ngang hàng với những liệt sĩ ưu tú của dân tộc Việt Nam, xếp ngang hàng đứng với lại những người con niềm tự hào của dân tộc, niềm tự hào của quân đội nhân dân. Cho nên chúng ta không thể chấp nhận được những cái luận điệu rất bỉ ổi, rất vô liêm sỉ này. Chúng ta cần phải lên tiếng. Và Trần Ngơ luôn luôn giữ vững cái lập trường của mình, nói thẳng, nói hết, nói xong dù chết. Những kẻ lịch sử chúng mày có quyền hạn, chúng mày có ấy, chúng mày cứ việc thực hiện đi. Nhưng mà cái sự điên cuồng của chúng mày chính lại là giúp cho người dân chúng ta nhìn rõ cái bản chất của cái lũ chúng mày. Cho nên đừng có hù dọa,
có giỏi cứ lên đây tranh luận để chứng minh rằng cái Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia đi. Chúng mày đê tiện tới mức độ mà sửa đổi cả những cái công văn, những cái biên bản này khác để phục vụ cho ý đồ của cái lũ là chúng mày. Cho nên chúng ta cũng cần phải nhìn rõ bây giờ chúng nó đang áp dụng cái chiến thuật gọi là cả vũ lấp miệng em. Chúng đã lôi kéo được những phần tử cặn bã, những phần tử ngu dốt, những phần tử a dua để mà vào cái diễn đàn của cái thằng Trần Siêu chống xuyên tạc, chống cái mã cha, nói khi mà nó là một kẻ xuyên tạc, nói trước quên sau, nói xong lại cãi. Đó, chúng ta đã thấy những cái chứng cứ rất rõ ràng của anh Bình Cao rồi, của là một số người đã đưa cái hình ảnh mồm nó nói lên lép là nó vu vạ cho tôi chửi ông Phan Huy Lê, thì lập tức những cái đoạn băng video clip như là một cái tát vào mồm nó mà nó không chịu chừa lên. Cho nên chúng ta cũng bình tĩnh và tự tin con đường của chúng ta đang đi là con đường đúng đắn, bởi vì chúng ta đang tin tưởng, đang thể hiện cái sự tin tưởng vào Đảng, chúng ta đang thể hiện cái sự ủng hộ và muốn bảo vệ Đảng. Bởi vì chúng ta nhận thức được rằng ở đất nước Việt Nam này hơn 4.000 năm rồi, chưa có một lực lượng nào đưa được dân tộc, đưa được đất nước tới cái sự vinh quang, đến cái sự vững chắc đầy tự hào này bằng những người cộng sản. Dù rằng chúng ta vẫn biết trong hàng ngũ của Đảng có những kẻ thoái hóa biến chất, và chúng ta muốn thể hiện cái sự bảo vệ, cái sự tin tưởng Đảng, đó chính để chúng ta chỉ cho Đảng biết những kẻ biến chất thoái hóa, những kẻ ăn cây táo rào cây súng, chúng nó chính là những kẻ như Vũ Minh Giang, như Nguyễn Thanh Sơn, như Nguyễn Mạnh Hà, như Phạm Đức Bảo. Chúng nó đang chà đạp, chúng nó đang muốn phủ bụi và phủ nhận đi cái lập trường tư tưởng, quan điểm của Bác mà Đảng đã xuyên suốt có những cái chương trình, có những cái phong trào, có những cái sự quán triệt để bảo vệ cái nền tảng này. Và chúng ta tin tưởng, bởi vì thực tế đã chứng minh dựa trên cái nền tảng tư tưởng quan điểm của Đảng và Bác Hồ, chúng ta đã có được nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, và sau này là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đầy kiêu hãnh.